Sản phẩm đẩy chính hãng, bảo hành 2 năm, giá thanh lý hủy diệt cho anh em đây. À, đây là cái sản phẩm đẩy chính hãng của DBA Cao Tích anh em nhé. Đấy, mã sản phẩm là KB700. Đó, thông số đầy đủ, sản phẩm chính hãng. Sản phẩm này thì chính hãng anh em nhìn bên ngay nhé. Giá của sản phẩm này bây giờ em có cái giá hủy diệt cho anh em là 5 triệu. Tem tiếc còn nguyên nhá. Đây là cái mẫu mới nhất của 2022. Vậy tại sao cái sản phẩm này lại có giá hủy diệt như vậy, trong khi nó là sản phẩm chính hãng, hàng mới cứng tập hộp như thế này, đúng không ạ? Ở đây để có lý do đây là em vô tình em làm vỡ cái mặt mica ở mặt trước của sản phẩm đây. Thường thì cái mặt trước của cái sản phẩm này nó sẽ có một cái tấm mica sẽ có logo logic như này, nhưng mà nó là tấm mica màu đen bóng loáng luôn. Thế nhưng mà vô tình em làm vỡ và đánh xước như thế này thì em bán lỗ cho anh em. Giá của sản phẩm này thì trên thị trường anh em mua rẻ nhất cũng phải giá là 6,5 triệu. Đấy, đây là giá rẻ nhất là cũng phải là giá 6,5 triệu. Vẫn còn mới nguyên hộp như này, sản phẩm chính hãng, vẫn bảo hành 2 năm cho anh em. Tuy nhiên là chỉ mất cái mặt mica đó thôi thì em bán lỗ luôn, bởi vì là cái mặt mica này hiện tại thì lại không có cái mặt để thay thế, cho nên là em phải chấp nhận em bán lỗ cho anh em. Đây là sản phẩm chính hãng và DBA Cao Tích thì anh em nào cũng biết rồi, phù hợp cho anh em có thể chạy loa full, chạy súp đều được, full 30 chạy súp đều được, vì sản phẩm có thể gạt ở chế độ Bloy để chúng ta gộp hai kênh là một để chúng ta chạy. Đó, giá có 5 triệu không bao ship cho anh em nhé. Vẫn bảo hành 2 năm như bình thường, anh em về anh em chỉ cần cào cái mã này ra quét và chúng ta kích hoạt lên thôi. Vậy nếu anh em có nhu cầu mà chúng ta cảm thấy phù hợp với cái sản phẩm nhu cầu của mình thì hoàn toàn có thể liên hệ bên em qua cái số điện thoại là 0345 265 888. Với cái sản phẩm này thì anh em về anh em cứ thế anh em để, anh em chạy cũng chả sao cả. Đó. Anh em cứ để anh em chạy cũng chả sao cả đấy nhá. Vì mặt trước của nó vẫn có logo logic đầy đủ. Đấy anh em thấy không ạ? Vẫn đầy đủ tất cả các thứ. Thế tuy nhiên là nếu như anh em muốn đẹp thì bên em sẽ hỗ trợ thiết kế cho anh em một cái file, gọi là cái file mềm, để anh em đi ra những cái cửa hàng quảng cáo ấy. Ra cái cửa hàng quảng cáo nhá. Ra cửa hàng quảng cáo, anh em bảo họ in cho mình một cái tấm đề can cũng là đen bóng đi, in một tấm đề can đen bóng về dán khít như này vào trong cái miếng này, thì em khẳng định với anh em là nó sẽ lại giống hệt như của hãng thôi. Tuy nhiên là rõ ràng là của hãng là cái tấm mica, còn của mình là dán đề can, còn đâu ngoài ra thì nó chả có cái sự khác biệt gì cả. Cho nên là em nghĩ rằng nếu như mà rẻ được đến tận 1 triệu, tối thiểu là anh em mua phải là 6,5 triệu nhá. Đấy là rẻ lắm thì anh em vẫn phải mua với cái giá 6,5 triệu. Mà giá ở đây lại chỉ có 5 triệu không bao ship, rẻ được hơn 1 triệu chỉ vì một cái mặt nó hơi xấu một tí, thì em nghĩ là anh em cũng cân nhắc để sử dụng cái sản phẩm này, sử dụng cho bản thân mình nhá.